Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Hóa tổ chức hội thảo tập huấn hướng dẫn phân loại rác tại nguồn cho gần 300 em học sinh của trường tiểu học tại thị trấn Thạnh Hóa. Tại hội thảo, các em được phổ biến những kiến thức về bảo vệ môi trường thông qua hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, về những tác hại của việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần đối với môi trường, sức khỏe con người và hệ sinh thái, các giải pháp hành động chống rác thải nhựa. Với những hoạt động thiết thực và sinh động, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho các em từ những việc làm nhỏ nhất. Từ đó, các em cũng sẽ là một tuyên truyền viên lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.